xin chào quý anh chị đã quay lại với chương trình Talk Show cùng công ty GDS Vietcap Group. Buổi Talk Show ngày hôm nay chúng ta sẽ có thảo luận về xu hướng và sự thay đổi trong ngành nail. Đối với buổi Talk Show ngày hôm nay, chúng ta có mời anh Steven Nguyễn, chuyên tư vấn kinh doanh của công ty GDS Vietcap Group. Anh Leon Nguyễn là chuyên về bộ phận quảng cáo của công ty. Anh Jay Lê là chuyên về customer service của công ty. Thì đến với buổi Talk Show ngày hôm nay, anh Steven cho em hỏi là cái câu hỏi của em cũng như là quý vị khán giả là hiện nay trong ngành nail của mình, cái xu hướng và cái sự thay đổi nó đã đi tới đâu rồi, và anh có thể chia sẻ kinh nghiệm của anh được không ạ? Cảm ơn Tinh và chào các anh chị trong ngành nail. Hôm nay thì cảm ơn Tinh đã hỏi về câu hỏi này. Nhưng mà trước khi mình hỏi về cái xu hướng, nói về cái xu hướng và cái sự thay đổi đó, Steven muốn đi ngược lại tí xíu để chúng ta nhìn vào con số, để cho chúng ta biết về cái sự thay đổi về trong cái doanh thu nó có ảnh hưởng gì trên doanh nghiệp của chúng ta. Thì trước hết năm 2017 và 2018, dựa trên con số của doanh thu thì nó là 8.5 tỷ, và 2018 thì cũng không có thay đổi, nó cũng con số cỡ khoảng đó thôi. Nhưng mà đặc biệt có một con số mà chúng ta quan tâm và để ý, và mình thấy cũng là rất là hay để mình thảo luận ở đây, đó là con số tiệm. Là 2017 thì con số tiệm so với 2018 thì nó lại đi xuống 20%. Có nghĩa là con số tiệm giảm nhưng con số doanh thu thì lại không giảm. Dựa trên con số này thì chúng ta nhìn thấy được đó là số tiệm ít nhưng mà doanh thu cao, thì mỗi tiệm cái doanh thu lại đi lên. Thì đó là một cái xu hướng mà chúng ta thấy là ngành nail đang đi tới cái giai đoạn là nó cân bằng trở lại. Và cái phần kế tiếp mà chúng ta có thể nói là những cái điều đó nó làm sao để nó có thể giúp cho những doanh nghiệp đang còn đứng vững và gọi là phát triển tốt về cái xu hướng và những điều họ đang làm. Thì trong đó có 3 phần mà có thể là mấy anh em khác có thể nói thêm để mà giúp đỡ cũng như cho mấy anh chị hiểu rõ hơn cái xu hướng phát triển như thế nào. Dạ, em cảm ơn cái lời chia sẻ của anh Steven. Đến với câu hỏi thứ hai thì em muốn hỏi anh Leon đó, là theo như kinh nghiệm của anh làm bên quảng cáo cho mấy anh chị chủ trong ngành nail cũng lâu năm rồi, thì anh có cái chia sẻ cũng như là cái sự kinh nghiệm của anh về cái xu hướng và cái sự thay đổi như thế nào để cho quý anh chị đây được biết không ạ? Cảm ơn Tân. Leon thì thường xuyên nói chuyện với chủ để bàn về chiến lược làm sao quảng cáo cho tiệm của họ. Thì họ luôn đề cập tới nhiều điều, nhưng mà Leon thấy có 3 điều chính mà những người chủ họ tập trung tới lúc mà họ muốn phát triển cái tiệm của họ. Là điều thứ nhất là Leon thấy họ rất quan tâm về sạch sẽ của tiệm họ, và đặc biệt sạch sẽ của khách nữa. Cho nên những người chủ này thì họ luôn muốn đội ngũ, cái team quảng cáo của công ty là đánh về tại sao cái sự sạch sẽ của họ nó khác những cái tiệm xung quanh. Thì Leon để ý là những người chủ này họ luôn có những cái chiến lược quảng cáo mà luôn lúc nào cũng muốn nói về tiệm họ dùng những cái equipment gì, và đặc biệt là những cái công nghệ gì bên phần sạch sẽ. Thì Leon để ý là cái điều đó là điều đầu tiên. Và điều thứ nhì là Leon thấy họ luôn tập trung về cái nghiên cứu về cái sự sản phẩm và dịch vụ mới nhất trong thị trường ngành nail. Thì lúc mà Leon nói chuyện thì Leon họ cũng thường chia sẻ về những cái sản phẩm mà họ đi mấy cái show, đặc biệt là những cái show lớn trong cái thị trường beauty của mình. Thì họ về họ chia sẻ là họ luôn đưa Leon những cái tài liệu và thông tin về những cái sản phẩm và dịch vụ mới mà Leon chưa và đội ngũ chưa bao giờ thấy. Thì Leon biết là những người chủ này là họ rất quan tâm và luôn luôn không ngừng nghỉ research về sản phẩm và dịch vụ mới để họ đưa đến cái điều tốt nhất cho khách hàng của họ. Cái đó là điều thứ nhì. Và điều thứ ba là những người chủ này họ tập trung về hệ thống hóa. Là Leon thấy là họ luôn nghiên cứu về những cái công nghệ mà mới nhất mà bên phần hệ thống, là làm sao mà để cho giúp cho họ có một cái hệ thống systematic, là vừa system và vừa automatic, để cho họ giảm cái thời gian họ có mặt ở tiệm. Thì Leon để ý là họ luôn có hai phần. Thứ nhất là họ nghiên cứu về làm sao mà có hệ thống chăm sóc khách hàng, làm sao mà có hệ thống quảng cáo, và làm sao mà họ có cái hệ thống mà để họ
manage operation của họ. Thì nhưng những hệ thống đó nó đều systematic và nó đều automatic hết. Cho nên họ không có cần bỏ nhiều thời gian, tại vì mình biết là mọi người chủ một ngày họ chỉ có 8 đến 10 tiếng. Nhưng họ biết một điều là hệ thống lúc nào cũng work cho mình 24 tiếng hết. Thì điều đó là điều thứ nhất trên cái phần của hệ thống hóa. Điều thứ nhì nữa là Leon để ý những người chủ này họ, cái cách nói chuyện và cái cách mà họ quản lý nhân sự, họ vẫn có một cái kỹ năng bên phần quản lý con người. Cho nên systematic là nó phải có hai phần, operation và nó phải có bên phần làm sao mà manage people một cách hiệu quả nữa. Thì Leon để ý những người chủ này họ nói chuyện với thợ vắt nhẹ nhàng và họ luôn tạo một cái không khí gia đình không? Dạ, yeah, giống như một cái không khí gia đình và họ làm cho những cái tiệm họ work comfortable lúc mà một người khách bước vô. Yeah. Là thợ lúc nào cũng feel happy, thì họ truyền tải cái happy đó đến cho khách, thì cái customer service lúc nào nó cũng sẽ nâng cấp lên. Nếu mà người thợ họ feel good thì họ sẽ cho người khách đó và cảm thấy là đây là như là một cái tiệm nail, nhưng nó cũng là một cái địa điểm mà để mình tới, mình feel như là một cái gia đình và một cái nhà của mình. Yeah. Thì đó là ba điều mà Leon để ý những người chủ này họ rất quan tâm. Cho nên giống như anh Steven đề cập tới hồi nãy, những người chủ này là họ luôn có cái suy nghĩ là để cho phát triển tiệm thứ nhì, tiệm thứ ba. Cho nên có thể nói là cái ngành nail của mình, cái revenue nó vẫn là khoảng tầm Steven nãy mention là 8.5 tỷ. Yeah. Tiệm thì giảm đi nhưng mà income từng tiệm là tăng, là bởi vì những người chủ này á họ tập trung, cũng một phần là họ có một cái giá trị là bởi vì họ tập trung về khách hàng nhiều, cho nên họ lúc nào cũng lên giá. Tiệm họ ít khi nào mà thấy giảm giá. Yeah. Yeah. Thì họ luôn provide những cái sản phẩm dịch vụ customer service hệ thống mới nhất và tốt nhất cho khách hàng, thì họ có một cái giá trị, thì mình có giá trị thì mình sẽ có cách để mình lên giá. Thì thì Leon mới thấy là được là những tiệm này income lúc nào cũng tăng. Dạ rồi. Em cảm ơn cái lời chia sẻ của anh cũng như là kinh nghiệm của anh đến quý vị khán giả. Thì đến câu hỏi thứ ba, em có câu hỏi cho anh Jay, đó là anh làm bên bộ phận customer service thì anh cũng thường xuyên nói chuyện với khách hàng, qua lại với khách hàng. Thì anh cho em hỏi là đôi khi khách hàng có muốn cái chia sẻ cũng như là có muốn cái những cái feedback đến cho anh đó, là làm thế nào để họ có thể thay được cái xu hướng và cũng như cái sự thay đổi của họ trong ngành nail của cho tiệm của họ không anh? Rồi, cảm ơn Tâm. Xin chào các bạn. Thì Jay cũng có cơ hội làm việc với rất là nhiều các chủ doanh nghiệp. Thì cái mà Jay để ý ra đó là mình thấy được là không phải vì một cái lý do đơn giản nào đó mà nó có sẽ gồm nhiều yếu tố để làm thế nào mà cái số tiệm nail hồi xưa đó mà bây giờ nó giảm bớt hơn rất là nhiều. Yeah. Mà bây giờ nhưng mà cái income á của trong cái ngành nail industry của mình đó vẫn giữ yên hay là nó tăng lên. Yeah. Thì nó sẽ quay trở lại là mình phân tích đúng á, là nó sẽ là hai vấn đề. Thứ nhất là người chủ, thứ hai là người thợ. Thì hồi xưa đó là cái concept business của nhân chủ Việt Nam mình đó là mở ồ ạt càng ngày nhiều và cái giá của họ giảm để thu hút khách hàng. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó đó thì như các bạn để ý là tiền rent nó tăng mỗi năm là 3-4%, expense càng ngày càng tăng, thì nó phải đến một cái lúc nào đó họ không thể nào mà với cái giá service nó low cỡ đó mà họ có thể nào là trả hết expense, tiền rent, thợ thầy rồi này kia nọ, họ có lời, thì đến một cái lúc đó họ sẽ bị burn out và họ sẽ die down. Thì bây giờ đó là cái xu hướng bây giờ đó là nhiều tiệm nhỏ càng ngày nó càng đóng, và những cái số tiệm nào đang có và những số tiệm chuẩn bị build lên đó, nó phải tập trung vào thứ nhất là cái professional ở trong tiệm nó rất là chuyên nghiệp thứ nhất. Thứ hai đó là người ta sẽ tập trung vào cái dịch vụ và cái chất lượng của cái service của người ta mang đến cho khách hàng. Chỉ như vậy đó thì người ta mới có thể tăng giá ta lên, hay là người ta giữ một cái giá nào đó mà vừa phải để cho người chủ phải có lợi trong đó. Và người ta phải tập trung vào như Leo nói đó, người ta bây giờ người chủ bây giờ đó là họ làm business một cách rất là thông minh chứ không phải như hồi xưa. Họ phải tập trung vào là hệ thống hóa, phải có một cái hệ thống như thế nào mà giúp cho người ta có thể manage hết tất cả các trong tiệm của người ta và có thể là manage hết tất cả nhân viên. Và một cái hơn nữa đó là
người chủ đó là luôn luôn là tìm kiếm và học hỏi những cái product service mới để họ bỏ vào trong tiệm của ta để phục vụ cái lượng khách hàng của họ đang có. Và vấn đề thứ hai mình cần phân tích đó là bên người thợ, thì thợ thì cần vào những cái tiệm nào có income để họ làm, và income nó phải stable. Và thứ hai đó là người thợ họ không ít, không có người thợ nào mà họ muốn mua từ tiệm này qua tiệm khác qua tiệm nọ. Họ cảm thấy họ vào một cái tiệm họ có income họ làm rồi, họ thấy cái environment trong cái tiệm nó rất là friendly, và cái sự chuyên nghiệp ở trong tiệm nó làm người thợ là ô, họ có cảm giác là ô, cái tiệm này là mình sẽ muốn gắn bó dài lâu. Tại vì trong ngành nail của mình đó là mình làm sẽ không có được nhiều năm, nhưng mình phải tìm một cái chỗ nào mình có thể là nuôi sống gia đình bạn và bản thân của mình. Thì bên hai cái vấn đề đó, người chủ và người thợ đó, thì chị đã thấy rất là nhiều ở ngoài. Thì cho nên mới nói đó là người chủ bây giờ họ operate cái tiệm của họ rất là thông minh, nó phải như xưa là còn hệ thống hóa như Leon nói. Và mình sẽ cần họ luôn luôn học hỏi, update những cái sản phẩm, những cái service out there để mình mang đến cái chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Cảm ơn lời chia sẻ của anh Jay. Thì như quý anh chị đã biết, qua cái buổi thảo luận ngày hôm nay, chúng ta đã biết được xu hướng và sự thay đổi trong ngành nail của chúng ta hiện tại là đang dần ổn định. Thứ hai là chú trọng vào sự sạch sẽ, vì sự sạch sẽ là cái nhu cầu của khách hàng. Thứ ba là không ngừng tìm tòi những sản phẩm mới cho tiệm của chúng ta. Thứ tư là hệ thống hóa cho tiệm nail. Đặc biệt cuối cùng là customer service, thì chúng ta phải chú trọng vào cái customer service để khách hàng đến tiệm chúng ta họ tin tưởng vào tiệm của chúng ta. Vì thời lượng của chương trình có hạn nên Tân Nguyễn xin khép lại chương trình talk show ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian quý báu để theo dõi talk show của công ty GDS Việt Group. Bây giờ Tân Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại.